Thưa quý vị, không chỉ giá giảm mạnh trong nhiều năm qua mà ở 1 đến 2 vụ cà phê gần đây, nhiều bà con trồng cà phê ở tỉnh Kon Tum còn bị mất mùa liên tục. Không đành bỏ cây cà phê vì đây vẫn là cây trồng chủ lực và phù hợp với vùng đất đỏ Ba Gian, nhiều nông dân ở địa phương này đã được hỗ trợ vay vốn để phát triển thêm cây ăn quả nhằm lấy ngắn nuôi dài. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự. Với 6 hecta trồng cà phê, thông thường sẽ mang lại cho gia đình chị Huỳnh Thị Đâu sản lượng từ 120 đến 124 tấn. Thế nhưng năm nay, lượng cà phê thu về chỉ được hơn 80 tấn. Trong khi đó, giá cà phê cũng chỉ được hơn 32.000 đồng 1 kg, thấp hơn nhiều so với những năm trước. Cà phê thì nói chung mấy năm nay là gió cỏ nó bấp bênh rất là thấp, mà năm nay là mất mùa nhiều nữa. Cho nên thì nói chung bà con nông dân cũng buồn. Được hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân, chị Đâu đã mạnh dạn giữ lại vườn cà phê và sử dụng số vốn này để mua cây trồng ngắn ngày. Từ 50 triệu đồng đầu tư, chỉ tính riêng cây ăn quả, năm nay chị Đâu đã thu về hơn 100 triệu đồng. Vừa đầu lùm cà phê khăm thì gió cỏ rất thấp, mà là mất mùa thì nhờ được cái vốn đó, thì chúng tôi mới lấy cái tiền đó mà mua thêm một ít cây giống như cây ngắn ngày như côm đó, là như hiện giờ tôi trồng năm nó có 6 tháng thôi, nhưng mà nó tốt, nó cũng có quả rồi, nhưng mà tôi ngát bỏ để sân nam mà có thể thu lợi được vốn đó. Gia đình anh Trần Văn Dũng cũng đã được vay 50 triệu từ Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân. Với số vốn trên, anh Dũng đã đầu tư vào trồng cây cam. Anh Dũng dự tính sản lượng cam năm nay khoảng 30 tấn. Với giá bán bình quân từ 12 đến 15.000 đồng 1 kg, anh Dũng cũng lãi khoảng 150 triệu đồng. Nguồn vốn của hội nông dân là cái đó là coi như là cái bước đẩy cho cái người nông dân để phát triển mà. Nó coi như là mặc dù coi như là như thế nào không biết, chứ khi coi như cái nguồn vốn đó về bà con nông dân thì nó rất là ưu ái rất là nhiều. Trên thực tế, dù nguồn vay hỗ trợ không lớn, chỉ 50 triệu đồng, nhưng cũng đã giúp các hộ nông dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết nhu cầu về vốn trước mắt, mạnh dạn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất mới. Ưu điểm của nguồn quỹ này là thời hạn vay được dài, mức phí phải trả là 0,7% một tháng. Chu kỳ của một dự án thường là 3 năm. Không chỉ phải xét đúng đối tượng mà hội nông dân các cấp sẽ còn phải thường xuyên đi kiểm tra các hộ sử dụng vốn như thế nào. Năm 2019 đầu năm thì hội nông dân xã Ngọc Vang là có nhận ủy thác của hội nông dân tỉnh Kon Tum là 600 triệu đồng cho 12 hộ gia đình vay vốn. Qua đánh giá thì rất phát huy được hiệu quả. Năm 2020 và những năm về sau thì căn cứ theo cái nguồn vốn của hội chợ nông dân thì hội nông dân xã sẽ huy động đối với 12 hộ gia đình hàng năm và hàng tháng thì các hộ đều đóng góp một hộ từ 100 đến 200 ngàn đồng để tiếp tục xây dựng cái quỹ hội chợ nông dân. Thì bản thân chúng tôi sẽ mang là được có số quỹ thêm để cho các hộ nhân rộng thêm cho các hộ tiếp theo để mình có mô hình mình trồng thêm để phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay, Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Kon Tum có nguồn vốn gần 11 tỷ đồng, trong đó nguồn từ ngân sách địa phương khoảng 4 tỷ đồng và nguồn ngân sách từ Trung ương khoảng 7 tỷ đồng. Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh cũng đã triển khai cho 164 hộ vay với số vốn khoảng 7 tỷ đồng để triển khai các dự án, mô hình phát triển kinh tế. Thưa quý vị, từ 3-4 năm trở lại đây, giá cà phê liên tục giảm sâu vì cung vượt cầu. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hiện chỉ còn 32.500 đồng 1 kg. Tuy nhiên, tại xã Ia Kênh của thành phố Pleiku của tỉnh này, có một vườn cà phê không chỉ cho sản lượng cao mà sản phẩm cà phê đang được bán với giá cao hơn 2 lần so với cà phê thường. Tại sao lại như vậy? Có điểm gì đặc biệt trong canh tác và chế biến cà phê ở đây? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Đây là 3 hecta sản xuất cà phê của gia đình anh Nguyễn Thành Trì, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Không thu hái cà phê đồng loạt. Tại trang trại này, chỉ những trái cà phê chín đỏ mới được thu hái. Thông thường, với 3 hecta trồng cà phê này, bà con chỉ thu hái trong vòng 10 đến 15 ngày là xong. Thế nhưng tại đây, thời gian thu hái cà phê lên tới 2 tháng. Mình chỉ hái lựa những cái mà hoàn toàn chín. Sau đó thì đưa vào máy rửa để bóc tách những cái hạt nổi là hạt lép sâu để lấy toàn bộ những cái hạt chìm chất lượng. Thì sau đó mình đem ra mình phơi tự nhiên hoặc là có thể bóc vỏ tươi đi để chế biến cà phê mật ong.
không dùng thuốc bảo vệ thực vật hóa học trừ sâu bệnh hại hay thuốc trừ cỏ. Thay vào đó, anh Trì không chỉ dùng phân ủ hoai mục từ vỏ cà phê. Một năm hai lần, anh Trì còn tưới chế phẩm vi sinh cho từng gốc cà phê và xung quanh vườn. Điều này tạo đa dạng sinh học trong vườn cà phê, khuyến khích các sinh vật có ích sống cùng nhau, giúp cây cà phê sinh trưởng, phát triển tốt, kháng được sâu bệnh hại. Còn tôi thì tôi tưới bằng hệ thống tưới, cho nên là tôi phun khắp vườn hết. Và một năm thì mình phun hai lần ở giai đoạn đầu. Và đến khi mà trái đậu nhỏ li ti á, thì bắt đầu mình phun chế phẩm MNAP. Thì một năm mình cũng phun từ 3 đến 4 lần. Với cách canh tác cà phê theo hướng hữu cơ vi sinh này, tỷ lệ chín trên cây lớn hơn 95%, tạo những sản phẩm cà phê nhân chất lượng. Giá cà phê vì thế cũng tăng lên gấp 2 đến 3 lần so với thị trường. Từ hiệu quả mô hình, đến nay đã có một số bà con vùng đất đỏ Ba Gian này đến học hỏi và ứng dụng công nghệ hữu cơ vi sinh vào canh tác cà phê. Thì bên hữu cơ thì phải khác với hóa học chứ. Cảm nhận được là sức khỏe mình tốt hơn nè, môi trường không ảnh hưởng. Đất đai thì phải tươi sáp hơn nhiều chứ, đất nó màu mỡ hơn. Và có vi sinh vật, đất có lợi cho đất nó nhiều hơn. Ngày xưa mình phun thuốc hóa học thì nhiều. Giá cà phê thị trường hiện nay dao động từ 33 đến 35 ngàn. Thì với cái cách sơ chế và hái chín 100% như vườn của mình, thì hiện nay giá bán ra tùy theo cái cách mình sơ chế thì nó từ 60 đến 80 ngàn. Thậm chí nếu mình làm tốt hơn và đạt hữu cơ thì có thể bán lên đến cả 100 ngàn một ký. Cà phê này sau khi thu hái qua hệ thống chế biến ướt sẽ được phơi thành cà phê nhân khô theo tiêu chuẩn. Bảo quản đảm bảo được độ an toàn, từ đó sẽ tạo thành loại cà phê bột đặc trưng khác biệt, giúp giá bán cao hơn nhiều lần so với cà phê thông thường.